có vô hầm với xương với nơi là thịt này. Mỗi bà trông chờ mỗi ông đấy mà ông cứ ốm như này nó không biết sao đâu ông ạ. Con gà ơi, nó không thích gà con gà.
có một mẹ thì mẹ cá cả, mẹ có hai mẹ, mẹ nuôi con với một mẹ đang gấp thôi. Còn đây này. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Tất cả con đi còn nhiều. 5 con, có 6 con, còn 5 con nữa chứ con. Ba cái con cu cu đi là cứ nệ nô thôi, thiêu gà. Tháng tháng thì là đĩa mà hắn thấy. Toàn gà mái không? Gà mái cánh. Cái đi chúng gọi là bí đao này. Khi mà quạt búa rồi búa vô hầm, bí xương bí nữa là thịt ăn luôn. Ăn tốt lắm này. Giờ cháu cho ông chọn quả nào đó. Không, ăn quả nhỏ. Ăn quả nào không? Quả nhỏ. Quả này nhỏ hay quả này không? Hai quả nhỏ nhất này. Lấy quả nịt. Quả này non hơn chứ. Được. Ăn quả lấy quả nhỏ đó mà gì sao cũng quả to. Này cháu hầm bí cho ông bà ăn không bà? À, bụng à, lâu lắm rồi nhỉ. Hôm chưa lớn là phải cạnh lá là không thấy. Đây,
đi rồi bà với đây cô ấy cháu đi rồi thái cho rồi thì cô đi rồi sau rồi cô cho cái con cá con bắn thì bà cháu ăn và cháu bà ngồi ông có nhà nghỉ đi ông ạ để cháu với bà làm. Ở giữa nè bà. Đấy. Phải giữa đi đấy. Đây bà. Chẻ đôi cho bà. Ai để phơi khô thì bữa sau nấu cái thịt ăn ngon lắm. Chúng phải thận thật đấy chạy. Vâng. Ông ốm này bà cháu ta lại sẽ kiếm cho ông bà nữa để... Được không ông ơi? Cái quả bí này họ làm chả bí đao làm kiểu chi được ông nhỉ? Cái quả bí này mà cháu thấy người ta làm chả bí đao đấy. Không biết làm kiểu chi nhỉ? Hắn là cái quả như này bà nói cái chuyện đôi cho tao lấy cái ruột đi đi. Lấy cái ruột đi dùng có mà hắn đắng lắm, cái ruột đắng lắm á. Ông được hắn ông loại chắc. Dài người hay có gọi là mí đao, hắn luôn dạng mí cả. Chả mí đao đấy. Cái làm cà đấy. Cháu đi cho cái đây xuống ao cho cá ăn cái đi thôi. Sống được hay sao vậy nhỉ? Ăn sống ngọt quá. Ăn được chứ không ăn. Nghe ngọt ngọt à? Thì ăn nó ngọt ấy. Đây ta phơi khô làm trà uống rồi lâu lâu nấu thịt nấu cá ạ. Người làm được chứ không? Phơi khô đến được nắng. Cho nấu xong rồi ông bà ra mời ông bà ơi. Có ăn thật nhiều rồi cho nhanh khỏi ốm không ạ? Ông mời đi ông. Ông bà mời ạ. Ủa là
với bà trông chờ mỗi ông đấy, mà ông cứ ốm thế này nó không biết sao đâu ông ạ. Ông gắng ăn, cố gắng ăn để cho bà bữa nay thấy dậy rồi. Bữa nay hai bữa nay là quét cho được cái nhà cái cửa rồi. Vâng, đi dao này tốt cho sức khỏe lắm ông ạ. Ông ăn nhiều vào đánh đọc cơ thể đó. Hiện đang ép cho anh đi làm nước bí đao để anh bán trên mạng, trên cả trên đất nước về. Ông bởi đi ông, ăn nhiều mà. Nguồn này ăn cháu ạ. Vâng, bà mời nhiều quá bà. Vừa nguồn này vừa thơm, cái rau thơm nhé. Vâng. Ăn cành bí đi, ngon rồi chiều ông ăn. Ngon ông nhỉ? Thôi, thôi. Thôi, cố mà.